Xin được mến chào quý vị khán giả. Diễm Trang đang có mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, trực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Và như Hồng Loan vừa giới thiệu thì bây giờ Diễm Trang xin được đi vào chi tiết hơn. Thương mại công bằng là một trong những chứng nhận toàn cầu. Và doanh nghiệp nào muốn đạt được chứng nhận này thì phải đạt được những tiêu chuẩn đề ra của tổ chức Fairtrade. Và một trong những điều mà tổ chức này hướng đến đó là xây dựng chất lượng và thương hiệu cà phê. Vì trước đây người dân Tây Nguyên thì họ có thói quen là thu hoạch trái cà phê xanh, dẫn đến chất lượng nhân cà phê đầu ra rất là kém. Thì bây giờ Diễm Trang sẽ đưa quý vị đi tham quan những hợp tác xã tại thành phố Buôn Ma Thuột. Những hợp tác xã này đã đạt được chứng nhận Fairtrade quý vị ạ. Chúng ta cùng xem họ đã làm gì để đạt được chứng nhận này quý vị nhé. Đây là hình ảnh một trong những khu vườn trồng cà phê đang ra hoa của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp công bằng Iacamat Hà Đông. Từ khi được tổ chức Fairtrade công nhận, từ khâu trồng trọt đến thu hoạch, người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình do tổ chức này đề ra. Như thu hoạch phải trái chín đạt chuẩn. Sau đó, cà phê được phơi trong nhà kính 48 giờ. Hạt cà phê thu được sẽ được bóc tách vỏ và tiến hành rang, xay, đóng gói. Cụ thể chi tiết như thế nào? Chúng ta hãy cùng trải nghiệm với người đứng đầu hợp tác xã này để tìm hiểu thêm nhé. Xin được giới thiệu đến quý vị khán giả, đây là chú Echan Eban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Công bằng Iacamat Hòa Đông. Xin chào chú Echan Eban ạ. Được biết thì hợp tác xã của mình đã đạt được chứng nhận của Fairtrade, một trong những chứng nhận rất là quan trọng để đưa thương hiệu cà phê vươn xa. Chú có thể giới thiệu cho Diễm Trang cũng như là quý vị khán giả về cái tiêu chuẩn Fairtrade là như thế nào và bên mình đã đạt được trong khoảng thời gian bao lâu rồi chú? Tiêu chuẩn chúng tôi đặt đó, chúng tôi phải tuân thủ cái tiêu chí cà phê trai để đưa cái sản phẩm sạch cho những người tiêu dùng. Trước xưa là chúng tôi hái xanh, bây giờ khi vào cà phê trai này là tuyệt đối chúng tôi không hái xanh nữa, và chúng tôi hái chín. Thuốc bảo vệ thực vật cấm vì ảnh hưởng cái người tiêu dùng, thành thử chúng tôi tuyệt đối không có thể dùng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu cà phê chúng tôi có bệnh, chúng tôi sẽ dùng đúng cái sự hướng dẫn của cà phê trai để đảm bảo môi trường. Tuyệt đối chúng tôi không thể đốt rác rồi xả rác thải các hộ nữa. Đó là luật cái cà phê trai như vậy. Đó là chúng tôi đạt được. Khi thanh tra là chúng tôi đạt hết mấy tiêu chuẩn này. Đó là vấn đề chăm sóc. Còn vấn đề chế biến, bảo quản và thu hái. Khi thu hái chúng tôi phơi ở sân nền xi măng hoặc là chúng tôi phơi ở lò kín, hoặc là chúng tôi phơi tấm bạc, phơi đặt chất lượng cao để đảm bảo sức khỏe cho những người tiêu dùng về vấn đề sản phẩm cà phê chúng tôi. Vậy thì những cái khác biệt mà sau khi hợp tác xã của mình đạt được cái chứng nhận Fairtrade này so với cái thời điểm trước mà mình hoạt động nhỏ lẻ, không theo quy trình à? Xưa nay là cái giá thành chúng tôi bán cà phê bình thường trước khi vào giá nó thấp hơn. Mà đặt tiêu chuẩn cà phê chết nữa là chúng tôi 29 là nhà thu mua cao hơn. Giới thiệu cô Diễm Trang, đây là cái mùa cà phê trổ bông, từ hôm nay cho đến 3 tháng sau nó mới có trái. Dạ. Thì đây cũng là một trong những cái vườn mà nằm trong hợp tác xã Iacamat Hòa Đông của mình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Từ hôm nay tháng 2 cho đến tháng 10, tháng 11, tháng 12 nó mới chín được. Có nghĩa gì là mình khoảng 10 tháng. 10 tháng. Dạ. Tới 10 tháng. Dạ. Từ tháng 10 cho đến tháng 12 là cái mùa chúng tôi thu hoạch. Dạ. Là cái mùa đó là trái cà phê chín. Dạ. Là chúng tôi có thể hái đem về để sơ chế, chế biến. Làm thế nào để mình nhận biết là cái trái cà phê chín tới một cái độ nhất định để mình thu hoạch tốt chứ ạ? Cái trái cà phê chín đỏ, đó là cà phê đã chín. Dạ. Thì mới hái. Mình có những cái cách thu hoạch nào chú? Trong một cái chùm đó, trường hợp nó 10 quả, dạ. 5 quả chín, 5 quả xanh, chúng ta chỉ hái rộ 5 quả chín. Dạ. Từ trước đến giờ chúng tôi thu hoạch nó có hai dạng. Thứ nhất là chúng tôi hái lựa chín bằng rổ, dạ. bằng gùi, thấy cây trái nào nó chín thì hái cái chùm đó xanh để để lại. Thời gian sau khi nó chín rộ rồi là chúng tôi hái bằng bạt, dạ. hái hết luôn. Công đoạn tiếp theo là mình làm gì nữa? Sau khi mình hái chín xong rồi mình đem về phơi khô. Ở đây chúng tôi có hai dạng, thứ nhất là chúng tôi chế biến ướt, tức là bóc vỏ ra rồi phơi trên dạ. nhà lòng kính. Thứ hai phơi vỏ trên nền xi măng hoặc là trên tấm bạt. Yeah. Thời gian nó khô, nếu mà nắng có khoảng 5-6 ngày hoặc một tuần là nó mới khô. Yeah. Thì lúc đấy mới xay sát.
Còn chúng tôi phơi chế biến ướp á, lột cái vỏ, còn cái hạt phơi với trong nhà lồng kính á, thời gian trong vòng khoảng 48 tiếng đồng hồ và chúng tôi lấy cái mẻ đó. Dạ. Đó thành 14-15 độ. Dạ. Cái hiệu quả khác biệt giữa cái hai cái cách thu hoạch này nó như thế nào ạ? Sau khi chúng tôi có chứng nhận cà phê tray này, thứ nhất, nếu anh hái xanh thì nó tróc tróc cây già này. Nó làm hư cái cây của mình. Cái cây này nó sẽ chết cành này. Ừ. Thứ hai, anh hái chín anh bán được giá cao hơn. Dạ. So với thị trường ngày xưa nó tranh lệch khoảng 4-5 giá. Nên người nông dân ý thức, à, tôi hái chín đảm bảo cái cành cây cà phê của tôi nó còn sống, rồi tôi bán được giá cao hơn nữa. Dạ, bây giờ chú có thể đưa Diễm Trang cũng như là quý vị khán giả đi tham quan cái quy trình rang xay của mình ạ. Dạ, chúng tôi xin mời đi xem. Dạ. Bây giờ cà phê của mình đang tới công đoạn gì rồi ạ? Cà phê mình đã xay sắt cà phê thành cà phê hạt rồi để đưa ra rang xay. Cái quy trình mà để mình bóc vỏ cái hạt cà phê này nó diễn ra như thế nào chứ? Mình đưa một cái máy để xay sắt. Dạ. Để tách ra cái vỏ và hạt riêng, cái vỏ nó bay ra, hạt nó để lại. Dạ. Bóc vỏ hạt xong rồi bắt đầu quy trình rang xay. Mẻ rang xay này nó có 20 phút. Dạ. Nó ra mẻ 3 kg. Vì cái máy này máy nhỏ. Để tương lai chúng tôi sẽ làm máy lớn một ra. Một lần ra xay như vậy khoảng 50 kg. Tiêu chuẩn của tổ chức Fairtrade thì trong quá trình rang xay và xay bột thì họ có những yêu cầu gì không ạ? À, không ạ. Dạ. Cà phê khách đâu có yêu cầu. Cà phê tray là chúng tôi xuất cà phê như vậy cho bao. Sau khi rang xong rồi, mình để nguội lại rất khoảng 5-10 phút. Đó là giai đoạn xay. Không được xay bột lúc mà cái thời điểm cà phê nóng. Ừ, tại sao ạ? Vì nếu mà xay cà phê nóng, cái chất, những cái mùi cà phê thơm á, nó sẽ bay mất. Dạ. Vậy là chúng ta đã đi khám phá quy trình trồng và chế biến cây cà phê theo tiêu chuẩn Fairtrade. Và đây là những gói cà phê thành phẩm của hợp tác xã Iacamex Hòa Đông. Và như chia sẻ của chú Ichan Iban thì theo tiêu chuẩn của Fairtrade, họ chỉ quan trọng việc trồng và chăm sóc cây cà phê. Sau khi được thu hoạch trái cà phê chính thì bảo quản trong nhà kính và được thành những cái hạt cà phê như thế này và xuất khẩu trực tiếp sang thị trường châu Âu. À, và thưa quý vị, thì để được tách cà phê ngon thì ngoài việc chúng ta tìm hiểu những cái quy trình trồng và chế biến cà phê thì đó là cách pha. Bây giờ Diễm Trang sẽ nhờ luôn chú Ichan Iban sẽ hướng dẫn cho Diễm Trang cũng như là quý vị khán giả cách để pha được một tách cà phê ngon và đậm đà là như thế nào quý vị nhé. Thưa quý vị, bây giờ chú Ichan Iban sẽ tiếp tục hướng dẫn cho Diễm Trang cách pha cà phê. Chú Ichan Iban này, thì để pha được một tách cà phê thì mình có lưu ý gì không ạ? Cái độ sôi của nước từ 90 đến 95 độ C mình mới pha cà phê có ngon được. Tại sao mình phải dùng một cái phin to như thế này chứ? Cái truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên chúng tôi để uống về cộng đồng, thành thường cái phin cà phê này to như vậy. Dạ. Cái giai đoạn thứ nhất là mình lấy cà phê bột mình bỏ vào phin, làm sao căn đủ. Đây là đủ này, bắt đầu mình đầy nắp. Có lưu ý là bỏ bao nhiêu cái phin cà phê không chú? Nó tùy theo cái trường hợp đông hay ít người. Nếu mình cần đậm đặc hơn nữa là mình có thể bỏ nước ít thôi. Dạ. Sau khi mình chế nước xong rồi mình có thể chờ 5 đến 10 phút. Dạ. Thì nó mới ra giọt cà phê từ từ. Dạ. Ly cà phê như mùa nói. Nói cùng em câu gì? Ly cà phê như muốn hát. Hát cùng em câu gì? Thơm quá chú ạ. À. Đấy, giờ có uống như thế nào? Một vị đắng. Đây là cà phê nguyên chất. Con vừa được tìm hiểu quy trình trồng và sản xuất cà phê, còn bây giờ lại được thưởng thức thêm những tách cà phê thật là tuyệt vời của vùng Tây Nguyên. Một lần nữa con xin được cảm ơn chú Ichan Iban đã hướng dẫn cho con cũng như là quý vị khán giả xem đài hết tất cả những công đoạn mình trồng và chế biến nên cà phê. Xin được cảm ơn chú ạ. Tôi cũng thay mặt hợp tác xã xin cảm ơn Diễm Trang đã đi đến hợp tác xã và cũng nếm được cái mùi cà phê của chúng tôi.